Trời mới mua kết đâu nghĩ ra nó nở. Mọi người thấy nhà mua nở, nở chắc gì là phát. Nở chắc gì là kết, mà kết chắc gì là phát. Nó phải là kết phát cơ, nó mới ăn thua được. Vậy thì phong thủy âm trạch đó là cái gì? Thứ nhất đó là tìm kiếm này, lựa chọn nơi đất tốt để an táng, chôn cất xương cốt của người chết để linh cốt vẹn toàn, qua đó mà phù bổ, đúng không ạ? Sau đó chúng ta mới chọn vị trí, lập hướng, thiết kế và lựa chọn thời điểm và phương pháp an táng phù hợp tại địa phương, tại vùng đất và tại nơi đó. Cái điểm lựa chọn phương pháp an táng rất là quan trọng. Thứ nhất, ở đồng bằng mạch Hiệp Long Gầy, đất nông, đào khoảng 1m2 thấy long rồi, là thấy được rồi. Nhưng mà ở vùng dân cư núi cao đào phải sâu một chút, cứ thấy 1m2 mà đường không phải, thì rất đơn giản thôi. Xét về mặt phần kiến trúc, ở đề đồi núi, đề dốc đúng không ạ? Cho nên ở cái phần bề mặt nó dốc nước, khi mà dốc nước thì mưa xuống thì nước nó xối nhanh thì tiêu xương, mà hết nước thì khô cốt. Thế thì là khô, nếu như vào mùa mưa thì tiêu xương, vào mùa khô thì khô cốt, thế làm sao mà gọi là bảo vệ linh cốt được trường tồn? Đúng không ạ? Mục đích của nó là giúp linh cốt hấp thụ cái năng lượng của địa khí hay năng lượng của địa mạch. Đúng không ạ? Sau đó là phát huy linh khí thông qua hệ thống phù hộ, phù bổ cho các thành viên trong gia đình có tứ trụ tương hợp với cả tứ trụ của huyệt vị. Cho nên ra là khi trong nhà có một ngôi mộ phát là gì? Phát tức là nở ra. Ông này phát tướng tức là nở ra. Đúng không ạ? Kết tức là gì? Nó đan vào, nó bó vào. Cho nên ngôi mộ kết đâu khi ra nó nở. Mọi người thấy nhà ngôi mộ nở, nở chắc gì là phát, nở chắc gì là kết, mà kết chắc gì là phát. Nó phải là kết phát cơ, nó mới ăn thua được. Hội thảo phong thủy thực chiến trong kiến trúc và xây dựng của công ty phong thủy Tam Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia bằng cách gọi điện đến số hotline 1900 2292 hoặc quét mã QR tại đây. Cho nên là cái phong thủy, đúng không ạ? Và thứ nữa là chọn cái đất âm trạch tốt, đất vượng hay là đất kết là khái niệm phong thủy khi lựa chọn vị trí để chúng ta đặt nghĩa trang, khu lăng mộ hay huyệt vị. Như đạo diễn ca tôi có trích một câu nói rằng là trên sơn cước xa xăm cũng tán, dưới bình dương nửa tháng cũng đi, minh sinh ám tử vô sinh coi đi coi lại quảng chi trong nhà đấy. Rồi là ngôi đế vương mặc trời chẳng dám, huyệt công khanh chẳng kiếm ai chó. Trên sơn cước, nếu như mà trên vùng sơn cước núi cao chọn được nơi đất tốt, đứng thấy mát, đúng không ạ? Phong cảnh hiền hòa, đúng không ạ? Tại nơi đó thì bình an, đúng không ạ? Tức là chúng ta gọi là chọn được nơi đất tốt. Thứ nữa là chúng ta nói là ngôi đế vương thì mặc trời chẳng dám, huyệt công khanh thì chẳng kiếm ai cho. Nó là gì? Nếu như mà bảo đặt cái chỗ này để mà thành vương, thành tướng, thành thứ trưởng, thành bộ trưởng thôi. Đúng không ạ? Thầy đi tìm cho em đấy và thôi, tao tìm được thì tôi tự tìm tôi. Nhưng mà vấn đề là phải xem cái phúc khí của gia chủ đến thế nào mới đặt, đúng không ạ? Thì thôi mặc trời chẳng dám, tức là cái tùy duyên tùy vận. Tìm một huyệt bộ rồi biết năm nay tháng này mở huyệt ra mắc rồi, nhưng mà tìm trong nhà chẳng có bộ xương nào, không người chết cứ mới mộ lên không mới được, tôi để im làm thế nào giờ. Thì chờ bảo thôi chắc 2 năm nữa thì mình cải táng được thì mình chuyển sang, đi 2 năm quay lại các ông đặt được rồi. Thế thì là phải là phúc, phải là duyên chứ đâu phải ép, đâu có phải cưỡng cầu được đâu. Thế thì trong phong thủy người ta chia thành 2 cái khái niệm. Khái niệm đầu tiên đó là cái phong thủy âm trạch dành cho cá thể, dành cho cá thể, tức là huyệt vị dành cho một vị trí của huyệt mộ, vừa dành cho một người đặt chủ vị trí đấy thôi. Thì một cái vị trí của huyệt mộ và lựa chọn vị trí để an táng xương cốt hay cái gọi là linh cốt của người chết, đúng không ạ? Để mà sau đó là xây dựng cái lăng mộ và cái tiết an táng, đúng không ạ? Và thứ hai là cái phong thủy cá thể chú trọng chủ yếu ở hình thức an táng, vì cơ bản là vị trí chúng ta đã bị cố định rồi, đúng không ạ? Chúng ta chú trọng về cách thức táng, đúng không ạ? Địa mạch thiên thời, tức là về trung cục và về tiểu cục. Ví dụ như trong cả khu công viên nghĩa trang hay là trong cả khu lăng mộ gia đình, về cơ bản là phân cục ổn ổn rồi. Bây giờ nó không còn cái chuyện là chạy trong ngoài đồng chọn vơ vơ một chỗ nào đấy để đặt đâu, đúng không? Về quy hoạch hết nên người ta là người ta sẽ chú trọng hơn đến trung cục và tiểu cục và cái cách thức để chúng ta táng như thế nào để linh cốt được bền vững nhất. Cái thứ hai là về phong thủy âm trạch được sử dụng cho tập thể. Ở đây tức là người ta nói là lựa chọn vị trí để đặt khu nghĩa trang, công viên nghĩa trang hay là hoa viên hay là các cái khu lăng mộ của gia đình, đúng không ạ? Thế thì trong khu gia đình người ta thì sẽ không phải là tất cả bộ trong đây đưa đặt hướng đâu, đúng không ạ? Cái đặt có thể tiếp long tiếp phúc giai đoạn này đặt lập hướng này, giai đoạn sau lập hướng sau. Và cái phong thủy âm trạch dành cho tập thể thì người ta quan tâm đến cái cộng đồng
quan trọng ở vị trí, cách cục, bố cục. Lúc này người ta bắt đầu tính đến yếu tố về đại cục và tính đến yếu tố về trung cục cho cả cái khuôn viên đó. Chúng nói là đất dương cơ, đất âm trạch nó khác nhau rất là nhiều nhé. Nói thế này, có mạch qua ao, qua sông, qua đầm, qua núi, qua đồng, qua non. Có mạch lại phát quê dương, phải xem cho tường tướng mạch làm sao. Mạch thô đi thẳng khép vào, vốn đi một chiều, ấy mạch phát dụ. Cái đất dương cơ, mạch đi một chiều nhìn thấy đất Hà Nội không ạ? Nhìn thấy cái lúc kết để đá ra đúng không ạ? Khi mà hai cái dòng sông Cào và sông Hồng bên trên nó chập vào nhau một cái đúng không ạ? Nó tạo ra một dòng mạch nó chạy xuống một chiều. Còn đất âm trạch nó khác, tức là đến chỗ nào ta đang thủy đất nó giao vào với nhau là mạch hai chiều. Chỉ khác nhau về mặt phong thủy về lý thuyết một chút như vậy thôi. Vậy thì cái tư duy về cái việc mà lựa chọn nơi an táng, lựa chọn nơi an táng là cái tư duy rất là quan trọng.